Thực hiện kế hoạch số 74 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và đề án xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị. Thời gian qua, các địa phương trên địa bàn thành phố đã triển khai thực hiện nhiều mô hình dân vận khéo, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Tuyến kiệt, an toàn, văn minh, sạch đẹp. Đây là mô hình được các phường trên địa bàn quận Thanh Khê triển khai nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân trong thời gian qua. Giờ đây, tại các kiệt hẻm khu dân cư đã được trang bị đầy đủ camera an ninh, bình phòng cháy chữa cháy và các tủ tập kết rác thải nhựa. Mục tiêu chung mà mô hình này hướng đến chính là nhấn mạnh sự cần thiết về việc đầu tư nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang cơ sở hạ tầng, đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, an toàn giao thông. Qua đó phát huy vai trò tự chủ, tính tự quản của người dân khu vực. Mà dân cũng có cái ý thức rằng là mình mở rộng kiệt hẻm và dọn vệ sinh hàng ngày, vận động kinh phí để gắn camera theo dõi về an ninh trật tự, rồi cũng như cái giao thông trên tuyến đường mà có kiệt hẻm mình đã mở rộng và vận động nhân dân treo cờ đều đẹp trong các ngày lễ Tết. Với mục tiêu sạch đẹp hơn, an toàn hơn, văn minh lịch sự hơn, cuộc vận động Ba Hương do quận ủy Hải Châu phát động cũng đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Từ những bình xà phòng, chai lọ nhựa không còn sử dụng, chi hội phụ nữ tại các khu dân cư trên địa bàn phường Hòa Cường Bắc đã khéo léo tái chế thành những chậu trồng hoa, trồng cây như thế này. Các hội viên phụ nữ còn tận dụng những can nhựa lớn để làm những chậu hoa treo hay những chậu hoa đặt trước cổng nhà. Mô hình Ba Hơn của quận Hải Châu thì tôi thấy là một cái mô hình rất là có nhiều cái ưu điểm, từ đó là nâng cao được ý thức của mỗi người dân cũng như là họ ý thức hơn trong cái việc bảo vệ môi trường, từ cái việc tận dụng rác thải nhựa cho đến cái việc mà làm cho môi trường xanh sạch hơn, và cái ứng xử của con người cũng từ đó nó sẽ là văn minh hơn. Không chỉ vậy, các hội viên phụ nữ trên địa bàn quận Hải Châu cũng tích cực tuyên truyền người dân không vứt pin cũ gây hại đến môi trường. Các chị để sẵn các giỏ để tập kết pin cũ tại các hộ gia đình, sau đó có một tuần lại đi thu gom một đợt và bàn giao cho các đơn vị xử lý. Để công tác tuyên truyền này đến tận từng hộ gia đình, mỗi thành viên gia đình để biết, thì chúng tôi thông qua cái logo của vận động Ba Hơn để gửi đến từng gia đình, mỗi hộ thì ít nhất 1-2 cái logo để tất cả thành viên cùng biết và cùng hiểu được cái ý nghĩa của cuộc vận động này và cùng thực hiện để tốt hơn. Trên đây chỉ là hai trong số nhiều mô hình đã và đang được các khu dân cư trên địa bàn thành phố triển khai, qua đó thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và đề án xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị. Chính sự đồng thuận cùng ý thức trách nhiệm của người dân đã góp phần làm đẹp cho từng con đường, góc phố và tạo dựng nét văn hóa của con người Đà Nẵng.